cũng có rất là nhiều cái lúc cũng bị giống như là cái cảm xúc mình tụt xuống. Thì những cái lúc đó là gần như em lại càng không nói với gia đình nữa. Mà nhiều khi là coi như là em ở đâu một đâu xa đó, rồi nhiều khi là em chui trong cái tủ hay là trong cái góc, là coi như là em khóc một mình, em la một mình, em làm đủ chuyện một mình hết. Em không chấp nhận với cái chuyện đó, em muốn biết đó là cái gì. Và em quyết định đi khám dịch vụ và em yêu cầu xin thiết. Thì cuối cùng là cái kết quả mình không mong muốn nhưng nó đã xảy ra. Phương Hương xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Bước Qua Cánh Cửa. Hôm nay đây lại là một nhân vật mới với những cánh cửa riêng của mình, những cánh cửa tưởng chừng như rất khó bước qua. Nhưng nhân vật này đã bước qua một cách ngoạn mục như thế nào? Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu diễn viên điện ảnh Kim Phượng. Chào em. Em chào chị Xuân Hương. Kim Phượng xin kính chào quý vị khán giả. Diễn viên Kim Phượng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi, tham gia hơn 20 bộ phim, trong đó có Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, Kén Mẹ Chồng, Biển Đời Dông Tố, Bão Ngầm. Khác với hình ảnh cá tính trong phim, ngoài đời cô lại khá nhẹ nhàng, nữ tính. Cô thừa nhận bản thân may mắn khi có những vai diễn độc lạ giúp ghi dấu ấn với nghề. Nhớ về thời điểm đối mặt với căn bệnh quái ác năm 2005, đây cũng là bài học mà tôi muốn chia sẻ trong câu chuyện Bước Qua Cánh Cửa của ngày hôm nay. Thì rất là vui hôm nay em được ngồi ở đây và đặc biệt là gặp chị. Khá là lâu rồi kể từ khi cái đề cử diễn viên xuất sắc mà hai chị em mình có cùng một đề cử và quay hình ở tại nhà em. Thì những cái mà coi như là cái trao đổi, cái chia sẻ, cái tâm sự của chị em rất là nhớ. Và có một cái điều là rất là vui, tại bây giờ gặp là chị thật sự mà nói em thấy không thay đổi gì nhiều trơn. Vui, chị mập hơn chút đúng không? Phúc hậu hơn chút. Cảm ơn em đã dùng từ ngữ đẹp quá. Giờ đầu tiên hết, em giới thiệu về mình sơ sơ về nghề nghiệp chính của mình. Sau này hình như là em có làm qua nghề khác nữa hả? Như khán giả thân thương thường hay gọi Phượng là bà Trùm Phượng Đê, nhưng mà thật sự ở ngoài thì Phượng lại không có đến đội trùm mà rất là nhẹ nhàng đúng không? Thì ngoài cái chuyện làm phim ra thì Phượng là còn kinh doanh. Thì cái công việc kinh doanh trước giờ của Phượng là kinh doanh mỹ phẩm, có nhà máy thì cũng khoảng gần 20 năm nay rồi. Còn bây giờ thì Phượng là có thêm một cái kinh doanh mới, sản xuất đồ thời trang thể thao. Mà cái nguyên nhân nó sản sinh để mà đưa đến cái chuyện mà em làm kinh doanh về thời trang thể thao á, là nó gắn liền tới cái câu chuyện sức khỏe của em. Cách đây nhiều năm, khoảng 2005-2006, thời điểm đó là không may em bị bệnh. Cái căn bệnh coi như là nghe nói là mọi người rất là sợ. Thì lúc đó là Phượng bị ung thư ngực ở giai đoạn 1. Cái rất là may mắn em phát hiện sớm, tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Và cuối cùng thì trong hơn 2 năm điều trị thì em đã hết bệnh. Và bây giờ thì là coi như là khỏe mạnh hoàn toàn và chơi thể thao rất là tốt. Nhưng mà Kim Phượng, lúc mà em phát hiện bệnh ung thư á, là em đi khám tổng quát tình cờ rồi khám rồi phát hiện ra hay là thấy biểu hiện trong cơ thể như thế nào? Thật ra là như vậy, chắc có lẽ là nó cũng ảnh hưởng của cái hoàn cảnh sống của mình từ nhỏ. Thì lúc nhỏ là nhà em khá là đơn chiếc, ba thì mất rất là sớm trong một cái chuyến đi công tác để cứu mọi người thì mất. Cho nên là đối với em cái chuyện mà ảnh hưởng về sức khỏe hay là của một cái người ra đi là đó là một điều rất là khủng khiếp của em. Em không bao giờ mà em muốn là mình rơi vô cái trường hợp đó. Và nó hình thành lên cho em một cái tính cách. Mình hồi xưa mình chưa có biết cái dùng từ là lắng nghe cơ thể, lắng nghe sức khỏe đâu. Nhưng mà thí dụ giống như là mình thấy mình có một cái gì đó nó không như bình thường là em sẽ đi khám. Và khám là khám tới nơi luôn chứ không phải là khám xương xương đâu. Em thấy sao em có cái gì đó nó cứng cứng ở đây. Nó cứng cứng mà nó không có cảm giác đau hay là cảm giác gì hết trơn á. Thì em đi khám tại lúc đó mình còn khá là trẻ. Với lại cái thời khoảng tầm 2005-2006 thì thật ra mà nói về cái kênh thông tin về y khoa là nó chưa có phát triển rộng rãi, hay là cái mạng như thế nó chưa có phát triển rộng rãi như bây giờ. Cho nên là mình còn rất là kiểu mà mập mờ và thiếu thông tin đó. Em đi khám ở một cái bệnh viện thì nói là ô không sao,
Phượng còn trẻ lắm, em không có gì đâu, cái này nó chỉ là đơn giản là một cái hạch nó sẽ có ở lúc cái thời kỳ mà đang bị nguyệt sang thôi, thì có thể là qua thời kỳ nguyệt sang là mình sẽ hết. Nhưng mà qua cái thời kỳ đó và tháng sau em vẫn thấy nó vẫn còn, và em không chấp nhận cái chuyện đó, và em lại đi khám tiếp. Đến một bệnh viện khác thì vẫn y chang như vậy, vẫn tư vấn vậy, em còn trẻ lắm, không thể nào. Tại vì với cái bệnh mà thí dụ nó có hạch hay là bị ung thư hay là cái gì đó thì nó phải là ở phụ nữ phải trung niên, sau khi lập gia đình và có con cái rồi thì có thể là những cái hạch nó theo cái tiếng sữa nó sẽ bất thường gì đó. Không sao đâu, em về đi. Nhưng mà em vẫn không thấy nó hết, và em không chấp nhận với chuyện đó, em muốn biết nó là cái gì. Và em quyết định đi khám dịch vụ và em yêu cầu sinh thiết. Thì cuối cùng là cái kết quả mình không mong muốn nhưng nó đã xảy ra. Thì lúc đó thì mới là phát hiện cái khối u đó là nó là tế bào ung thư giai đoạn 1. Thực sự thì bởi vì cái thời đó cái kênh thông tin nó không đủ, cho nên là mình cực kỳ mình hoang mang và gần như là em ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ luôn. Tuy nhiên thì quý vị khán giả thấy rằng là sau cái quá trình đó và hôm nay Kim Phượng vẫn ngồi ở đây khỏe mạnh, vui tươi và gặp lại chị Xuân Hương, một cái người chị mà Phượng rất là mến, rất là quý. Đó, và nói chuyện với lại quý vị khán giả là bởi vì Phượng không bỏ cuộc, Phượng muốn tìm ra cái nguyên nhân tại sao mà mình bị bệnh, trị tới cùng. Nó là câu chuyện của em. Và mấy hôm nay cái câu chuyện của em nó đang làm cho em cảm thấy bị buồn, bị trăn trở, bị cảm thấy xốn xang và rất là áy náy. Bởi vì em cảm thấy là em may mắn em đã thực hiện được điều đó và em đã vượt qua. Thậm chí những cái người nào mà dù quen biết thân cận thì em cũng có chia sẻ, thỉnh thoảng em cũng chia sẻ. Em chia sẻ chưa có đủ, để gần đây có một bạn diễn viên là Thanh Hoa hay đóng những cái phim hành động giống như em là Cassader cũng bị một cái trường hợp là bị ung thư dạ dày và mất. Thì cái ở đây đang nói là tại sao khi bạn mất đi, ngoài cái chuyện là một đồng nghiệp của mình còn rất là trẻ ra đi, mình cảm thấy buồn, đi khám không có tới nơi, rồi lại là cứ nghĩ là bệnh rồi uống thuốc. Nhưng mà cuối cùng là sau mấy tháng, chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi thôi thì là coi như cái bệnh nó phát và cuối cùng là ra đi một cách rất là đột ngột. Thì cái vấn đề mình đang nói ở đây là mình đi bác sĩ, mình đi khám, nhưng mà mình phải khám cho tới nơi. Và cái này rất là nhiều người gặp phải. Mình chưa kịp chia sẻ, chưa kịp khai bệnh hết nữa thì đã có cái toa rồi. Chị hiểu đồng ý em chuyện đó không? Đúng vậy, đúng vậy. Đó là cái chuyện là mình phải có trách nhiệm với bản thân mình. Mình phải đi khám tiếp, đi khám tiếp. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà em đã làm với em như vậy và em đã may mắn là em bước qua. Chị Hương biết không, giống như là chị Hương nói với em là chị tìm em nhưng mà lại lúc trước là coi như là không biết tìm em đâu, bởi vì em không có chơi mạng xã hội, em không chịu chia sẻ và em cực kỳ ngại nói về bản thân mình, mặc dù đó là những trải nghiệm, đó là những cái mà coi như là mình đã vượt qua như thế nào. Cái cá tính của em thì em lại không thích nói về bản thân mình á, cho nên chính vì vậy mà em cảm thấy bị áy náy. Và bắt đầu từ sau cái cột mốc mà một người bạn đột ngột ra đi như vậy thì giống như làm cho em cảm thấy là em thức tỉnh, em cần phải nói. Và Kim Phượng hy vọng rằng quý vị khán giả cũng như là anh chị em nghệ sĩ là giúp Phượng là coi như là có thêm nhiều cái động lực để Phượng sẽ chia sẻ nhiều hơn, thí dụ như là trên những mạng xã hội, trên TikTok, hay là hôm bữa là em cũng có nói bình thường là mời em thì nhiều khi là em ít có nhận lời, nhưng mà từ hôm nay nếu như mà ai muốn mời em về chia sẻ những cái kinh nghiệm em, là em sẽ sẵn sàng em nhận lời, để giống như là mình chuộc cái lỗi mà hồi xưa là mình ít có chịu chia sẻ, và mình hy vọng là đâu đó có thể là giúp được người này người kia. Khi mà em phát hiện ra bệnh á, dạ, sau cú sốc cách điều trị của em như thế nào? Sau mấy tiếng đồng hồ em lặng người đi, em quyết định là em không muốn cho gia đình biết. Tại vì em rất là sợ, em rất là lo khi mà người thân, người nhà biết rồi sẽ bị lo, bị hoang mang, hay là lỡ mà có cái chuyện gì đó không may xong người nhà sẽ rất là khổ. Và thế là em quyết định là em sẽ lẳng lặng một mình em điều trị. Và trong quá trình điều trị thì chính vì là em quyết tâm
và em đi theo cái phác đồ của bác sĩ. Tuy nhiên thì đôi khi là mình cũng có những lúc mà mình bị yếu lòng á chị, là nghe người này ok ăn cái này hay là lấy nhang đốt hay bắt thuốc, thì may thay là em tuyệt đối em không có nghe đó, mà em chỉ nghe theo cái phác đồ, cái phác đồ của bác sĩ thôi. Thì cuối cùng bác sĩ cũng nói là em làm như vậy là đúng, và cái kết quả cho cái chuyện đó thì là có em của ngày hôm nay. Khi mà rơi vô cái cú sốc như vậy thì cho dù có mạnh mẽ, có tích cực như thế nào thì cũng có rất là nhiều cái lúc cũng bị giống như là cái cảm xúc mình tụt xuống. Thì những cái lúc đó là gần như em lại càng không nói với gia đình nữa, mà nhiều khi là coi như là em ở đâu một đâu xa đó, rồi nhiều khi là em chui trong cái tủ hay là trong cái gốc, là coi như là em khóc một mình, em la một mình, em làm đủ chuyện một mình hết. Nhưng sau đó đi rửa mặt liền, make up xinh đẹp ra đi chơi. Nhưng mà thường á, khi người ta có một cái vấn đề gì về tâm lý, dạ, thường là người ta muốn nói với người này, nói với người kia, dù cho dạ, nói với một người nào đó họ không phải là bác sĩ, không thể nào mình bớt được cái bệnh trạng của mình. Dạ. Nhưng mà ít ra về tâm lý nó cũng giải tỏa. Chứ nếu không á, mình cứ im lặng thì đến một lúc nào đó cái stress mà mình sẽ bị. Dạ. Thì dạ, là em làm sao? Em tuyệt đối đồng ý với lại quan điểm của chị Xuân Hương. Những cái lúc mà mình yếu lòng, mình có những người thân, những người chia sẻ thì mình vực dậy cho mình rất là nhiều. Và lúc em hết bệnh thì em mới nói với gia đình. Và sau khi em hết bệnh hoàn toàn thì em mới lập gia đình và có con. Và cái một điểm rơi rất là sâu sắc là khi mà em có con rồi thì em mới hiểu được cái tình yêu của người thân, của gia đình, của người mẹ là rất là bao la, rất là lớn. Và cái chuyện được lo lắng cho con mình là cái hạnh phúc. Và em cảm thấy áy náy, và em khuyên quý vị khán giả là không bao giờ, đừng có bao giờ mà chịu một mình. Bởi vì làm như vậy là Phương biết kỹ, không để cho người thân của mình chăm sóc cho mình, chăm sóc cho con cái của mình. Bởi vì một người mẹ mà được chăm sóc cho con, đó là cái điều hạnh phúc. Và em đã ích kỷ, em tước đi cái điều hạnh phúc của người thân. Thật ra thì cái chữ ích kỷ ở đây á, nó dạ, nằm trong ngoặc kép. Dạ. Bởi vì là em mình quá thương quá mẹ. Dạ đúng. Em không muốn cho người thân của mình dạ, phải lo lắng nữa. Dạ. Nhưng mà đến khi mà em đã khỏi bệnh, và em nói với con, mẹ thì mẹ như thế nào? Mẹ mừng. Nhưng mà sau đó em vẫn có một cái phản phất đâu đó, là mẹ cảm thấy rằng là không có được đồng hành, chia sẻ với em khi lúc mà em bị như vậy. Mặc dù là cảm thấy là rất là may mắn, phước đức ông bà để lại mà để cho em thoát, em thoát, em trở lại bình thường. Thì thật ra mà nói thì lúc đó mình cảm nhận như vậy thôi. Nhưng mà thật sự đến khi em được làm mẹ thì em mới trải được, mới cảm nhận cái sự sâu sắc đó. Đó là chính như vậy mà em mới dùng cái từ ích kỷ là như vậy. Chứ trước thì em cảm thấy là mình hoàn toàn đúng. Dạ, cho nên là nhiều khi mình phải đến một cái sự chính đó, thì mình mới cảm nhận mới cái điều được đó lên. Nhưng mà nếu như bây giờ trở lại, đi ngược thời gian lại, em sẽ quyết định là nói cho mẹ, nói cho người thân, hay là cũng vẫn giấu như vậy? Câu này căng, câu hỏi này căng. Thì có thể là em nói nhưng mà em sẽ không có nói hết. Em chỉ nói là em cũng bị bệnh, nhưng mà em không có nói là nó trầm trọng gì hết, để cho gia đình được chăm sóc mình. Còn nếu như bây giờ em có một vấn đề gì đó đi, dạ, mà cảm thấy nó cũng nặng nề, có thể là về tâm lý, có thể là về sức khỏe, thì em có nói hay không? Bây giờ chắc là em cũng không nói. Vậy xong mới vừa nói là bây giờ đã hiểu biết rồi, thì là mới hiểu được cái điều đó cần phải nói và khuyên mọi người. Nhưng mà bây giờ là thời điểm của bây giờ. Hiểu biết rồi. Dạ, đã hiểu biết rồi thì nó lại qua một cái khác. Là bởi vì thứ nhất là bây giờ là em đã lớn hơn, em đã giống như là một cái người trụ cột mà đi trụ cột đi. Thì, và mẹ bây giờ tuổi của mẹ cũng đã lớn hơn. Và em nghĩ rằng là mẹ không nên đón nhận những cú sốc như vậy. Lúc nào có lý do để mình bao biện cho cái chuyện của mình làm. Đó, nhưng mà em sẽ khác.
em sẽ, thay vì là coi như là em sẽ biến mất, em tự em trị bệnh một mình, thì không, bây giờ em sẽ vẫn ở nhà, vẫn đón nhận cái sự chăm sóc của gia đình, chỉ là không nói cái vấn đề nó trầm trọng, làm cho nó nhẹ hơn thôi. Dạ. Thôi bây giờ về đi, em không gọi, em không nói cho mẹ, không nói cho ai, nói cho chị Hương đi. Dạ. Có thể chị Hương nghe, chị Hương sẽ có những cái chia sẻ gì đó với em, nhưng mà cũng không quá đến nỗi mà rối lên rồi để cho làm ảnh hưởng đến tâm lý của em. Dạ. Rồi sau đó, khi mà bác sĩ ở đây điều trị đến một giai đoạn đó thì em điều trị thêm ở đâu nữa hay là cách nào? Lúc đó đã bớt bệnh chưa? Em ở Việt Nam xong rồi em qua nước ngoài em điều trị. Thì cái em qua nước ngoài không phải để qua đây điều trị, để em trốn những cái lúc yếu lòng với gia đình. Thì lúc nào là em cũng phải nghĩ là em sẽ cố gắng em học và em sẽ đi du học. Ở dưới quê là em chỉ nghĩ là ok mình phải học thôi, chỉ có học mới thoát nghèo thôi. Thì cho nên là cái mọi thứ là coi như là em chuẩn bị ở chuyện đó, thậm chí là em cả chuẩn bị luôn, chung là có tiền cũng không dám xài gì nhiều, cũng chuẩn bị mua một cái bảo hiểm quốc tế để ví dụ như sau này khi mà mình có đi du học thì đó là nó đỡ như vậy. Nhưng mà thật ra thì không có quan trọng là quốc tế Việt Nam hay là nó là cái nào đâu, miễn sao mà nó vừa với cái túi tiền của mình, vừa với lại cái cuộc sống của mình thì đó là cái điều tốt nhất. Và em khuyên mọi người là ai cũng nên cần cái đó hết, tùy theo cái khả năng của mình. Và đặc biệt bây giờ thí dụ giống như là có nhà nước Việt Nam mình là có cái bảo hiểm toàn dân á chị, rất là ok luôn. Chỉ có 650.000 thôi nhưng mà là coi như là được bảo hiểm y tế rất là tốt. Thì em khuyên tất cả mọi người nên chuẩn bị cho mình một cái ít nhất là như vậy. Rồi em tiếp tục điều trị như thế nào? Có một cái thời điểm là cơ thể em không tiếp nhận thuốc. Thật sự cái thời gian mà em không tiếp nhận thuốc là em cực kỳ hoang mang. Tại lúc đó mình nghĩ là chết rồi, bây giờ mình không biết là mình sẽ như thế nào, mình sẽ sống hay là mình không còn nữa, hay là mình có còn như vậy không, hay là đã mất đi gì đó. Chung là mình cực kỳ hoang mang. Thì có một cái cột mốc, và chính vì cái cột mốc đó mà em lại rất là cái cảm ơn cái nghề diễn. Và em làm diễn viên, em ở bên nước ngoài. Xong rồi lúc đó là em sang Cali. Thì em vô khu chợ Phước Lộc Thọ thì rất là nhiều người nhận ra, ôi trời ơi, Kim Phượng kia mới qua hả, trời ơi, sao ở ngoài hiền quá vậy, ở ngoài dễ thương quá vậy mà sao trong phim cà chớn thấy ghét tùm lum tùm la hết. Mình thấy là mọi người nhận ra mình, mọi người thương mến mình, thậm chí là rủ ôi về nhà chị chơi về nhà, đã nấu đồ ăn xong là mời. Thì cái cảm giác mà mình được thương, mình được quý sau những cái mình làm hết mình với lại cái vai diễn của mình, thì mình thấy là mình còn rất là nhiều ở phía trước, mình còn đam mê, mình có ước mơ hoài bão, mình có gia đình, coi như tất cả mọi thứ vẫn như vậy. Và tự nhiên nó giống như là cho em một cái sức mạnh đó chị. Thì lúc đó là em thả qua cái chuyện là mình không có tiếp nhận thuốc nữa, xong là em đi chơi, chung là bắt đầu là em tập thể dục nhẹ nhẹ, em đi bộ, xong rồi bắt đầu là chạy bộ nhẹ nhẹ, rồi em đi chơi. Rồi thậm chí là em lại đăng ký em đi học, cái kiểu giống như là mình tách mình ra khỏi một cái thế giới riêng mà mình hòa nhập vô tất cả mọi thứ. Xong rồi bắt đầu em có bạn bè. Sau này có nhiều người hỏi em là lúc mà em bệnh em có cảm thấy buồn hay buồn tuổi cô đơn không? Em nói thật tình là em không có cô đơn. Tại vì là coi như là em chỉ sau một cái thời gian rất là ngắn thôi thì em lại có một cái gọi là tích cực á. Em có một cái nhìn, em thấy mình còn rất là nhiều thứ. Bây giờ mình đừng có bi quan nữa, mình cứ hấp mình với lại tất cả mọi thứ đi, biết đâu chừng mình sẽ trở lại như bình thường, còn nếu không thì mình cũng là mai vui vẻ. Lúc đó em nghĩ vậy. Sau đó là cái tinh thần cực kỳ quan trọng luôn đó chị. Thì sau đó lúc đó em tiếp nhận thuốc thì không biết là có phải là thay đổi cái liều lượng hay là cái khác không, thì bắt đầu sau đó em tiếp nhận thuốc từ từ, rồi em ăn uống rồi cũng được hơn, tinh thần mà nó ổn. Rồi thậm chí là chị biết sao em tới mức này nè, khi mà em đi học, em đi ra ngoài, xong tiếp xúc với lại bạn bè, có những bạn mới nước ngoài, rồi thậm chí là em đi chơi, rồi bắt đầu là đón nhận những cái sự tán tỉnh của những người khác, cho nên là mình rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Bắt đầu là mình thả qua cái chuyện kia một bên, là mình cứ tiếp tục cái phát đồ. Thì bắt đầu mỗi ngày là nó cái sức khỏe là nó cải thiện. Tuy nhiên có những lúc bắt đầu khi mà vô thuốc nhiều là em cũng bị rụng tóc á chị. Cái tinh thần của mình rất là quan trọng. Xong rồi có những cái nón, bắt đầu là chuẩn bị ra những cái nón rất là đẹp, xong rồi những bộ tóc giả. Thì cái thời gian đó khi mà bắt đầu là em có những cái lúc mà em trở về Việt Nam là em nhận phim, là chị biết em nhận toàn là nhận vai gì không? Toàn là nhận vai đầu lẳng.
Chứ tại vì mình nghĩ là ok, không biết là sau này mình có còn nguyên vậy không hay là mình cắt bớt rồi. Thì giờ sau đó có thể là mình cũng sẽ nhìn lại mình của hiện tại. Là em toàn là đóng vai, đóng đầu lẳng không, mặt hổ, rồi sexy, rồi lắm trơn á. Sau đó lại là một cái cột mốc tiếp theo. Bắt đầu là em mới nghĩ tới chuyện là nếu như mà không may mà mình không còn được như vậy nữa thì cũng đâu có, mình vẫn khỏe mạnh, mình vẫn sống, nhưng mà mình không còn được nguyên một cái cơ thể giống như ban đầu nữa, thì lúc đó mình sẽ làm sao? Ok, mình đóng vai con trai. Thì bắt đầu là sau đó là em mới nhận cái vai là Phượng Đê trong phim Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn. Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn lúc đó là bó là xiết lại các thứ. Thì em thấy ok, cũng được, cũng ổn. Đó thì em cảm thấy rằng là cho dù cái chuyện gì xảy ra thì cái may mắn nhất của em, cái tình yêu rất lớn với gia đình, và mình nghĩ luôn luôn mình nghĩ tới người thân, mình nghĩ tới những cái ước mơ hoài bão của mình, rồi mình được khán giả thương, xong rồi mình thấy ok, cuộc đời vẫn đẹp sao. Để bắt đầu là em cố gắng lên. Cho nên cái mà có thể nói là cái liệu pháp tinh thần đó chị, là cực kỳ quan trọng. Đúng vậy. Những kinh nghiệm của em và cái cách em vượt qua phải nói nó rất là ngoạn mục. Dạ. À, thành ra là chị muốn hỏi như thế này nè, khi bệnh ung thư sau đó rồi phát hiện nó hơi trễ, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 vân vân. Dạ. Thì có theo cái cách của em được hay không? Y khoa nó phát triển hơn rất là nhiều, thậm chí ở giai đoạn 2 cái khả năng mà hết cũng vẫn rất là cao. Dạ, cũng vẫn rất là cao. Cái quan trọng nhất là mình phải chịu, mình đi khám, mình đừng có buông tay, mình đừng có bỏ cuộc. Rồi thậm chí thí dụ giống như đi ở ngay cả ở giai đoạn thí dụ giống như 2 cộng là đầu giai đoạn 3 thì cái khả năng nó cũng vẫn còn khoảng tầm 50% á chị. Bởi vì bây giờ nó có nhiều cái, ví dụ nó có những cái phác đồ, ví dụ như bắn trúng đích xong điều chỉnh tế bào nè, là nó có rất là nhiều cái đó. Và có một cái điều này em muốn chia sẻ với mọi người, tại vì em có khá là nhiều năm từ khi mà em hết bệnh hoàn toàn thì em có cùng với lại Bộ Y tế cái chương trình phòng chống ung thư, rồi chương trình Vì Phụ Nữ Vì Ngày Mai, thì em đi khá là nhiều, em trao đổi, em giao lưu với lại rất là nhiều bệnh nhân, rồi thậm chí những cái tập đoàn mà người ta để mà bổ trợ cái kiến thức, rồi thậm chí là em ngồi với những bác sĩ chuyên ngành rất là nhiều luôn. Là em muốn chia sẻ và em muốn là mọi người thay đổi cách nhìn và đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Là có nhiều người hay cảm thấy là bị tổn thương, rất là bị tổn thương. Cái người nghe được bị tổn thương mà cái người nói cũng tuyệt đối là không nên. Hay nói là bệnh vậy chắc là do cách ăn ở, hay là do chắc nhân quả. Thật sự ra mình không biết được. Bây giờ là mình cố gắng mình làm tốt để sau này mình được một cái gì đó tốt. Chứ còn mà coi như là cái nhân mà gieo ở trước đó mà để bây giờ mình phải gặt cái trái đắng, thì thật sự ra mình chuyện đó mình không biết được. Mà khi mà mình là nói như vậy đó, thì khi người ta đã mang một cái tâm thế, một cái thể xác nó đã đang đau đớn, đang tổn thương rồi, mà mình gieo cái tinh thần đó thì càng làm cho người ta tổn thương hơn. Và cái nó bị tuột cái cảm xúc, tuột cái tinh thần nhiều lắm. Thì Phương nghĩ là mình cái đó là cái tuyệt đối, mình phải thay đổi hoàn toàn cái quan điểm đó. Cho cái người khỏe cũng đừng nói cái người khác người bệnh như vậy. Và cái người đang bệnh cũng đừng bao giờ nghĩ là ô bây giờ tôi bị như vậy là bởi vì là phải trả quả gì đó. Không có. Một phần môi trường sống, bởi vì thiếu vận động, bởi vì ăn, và nó tích tụ từ một cái quá trình rất dài rất dài, chứ không có ai mà biết được là như thế nào cái gì cho nên thì xin mọi người đừng bao giờ suy nghĩ đó, và bỏ suy nghĩ đó ngay từ bây giờ. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lành lặn suốt đời. Nếu như mình biết rằng mình lành lặn suốt đời cũng không nên như vậy. Cho nên là cuộc đời phải biết chia sẻ, yêu thương nhau để cho cái cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Lòng nhân ái bao giờ được nó cũng làm cho con người ta vực dậy tinh thần. Chị Hương cũng rất là đồng ý với em như vậy. Hồi nãy em có bảo là em bây giờ ngã qua kinh doanh thời trang thể thao. Cái ưu điểm của em là rất là tích cực, nhưng mà cái cực kỳ khuyết điểm của em mà coi như là mọi người đều biết luôn á chị, thậm chí Ngọc Lan, Quốc Thuận cũng nói chị phải thay đổi không được. Em không nói về, tự nói về bản thân em được là tôi vậy nè, tôi này là em không có nói, em không có nói được. Cái mà coi như là em có thể em chia sẻ với mọi người là về cái vấn đề mà thể thao. Chị biết không, giống như nãy em nói là cái thời điểm mà coi như là em bệnh mà đến mức mà em không có vô được thuốc á, thì ngoài cái liệu pháp tinh thần thì một cái nữa là vận động thể chất.
Nói chung là thể thao, chứ không có nhất thiết phải là ô tôi phải có một cái đống tiền này nè, tôi phải đi đến cái phòng tập này nè, thì không cần. Nhưng mà nên vận động bằng cách nào cũng được. Mình đi bộ nhiều, thậm chí là mình làm việc nhà, mình chạy bộ, mình chơi với con, mình tìm một cái sự là kết nối với gia đình bằng cái cách vận động. Cái đó là nó đã làm thay đổi cuộc sống cũng như là con người của Phượng. Từ một cái người mà bệnh, đang lúc bệnh bắt đầu là em tập thể thao đập nhẹ nhẹ. Rồi sau đó là coi như là em thấy là nó tốt lên từng ngày. Sau đó thì là em duy trì cái chuyện thể thao. Sau đó bây giờ là em chơi thể thao hạng nặng luôn. Em quyết định mà em kinh doanh ra một cái sản phẩm thời trang thể thao là bởi vì em muốn mọi người thay đổi cuộc sống bằng cách vận động, bằng cách chơi thể thao. Và qua cái đồ thể thao mà của em sản xuất thì em có gửi gắm một cái thông điệp. Trong đó là cái tên, cái thương hiệu của em á là Misfit, là con kiến. Có nhiều người hỏi là tại sao lại là con kiến. Bởi vì là thể thao là vận động, nó không phải là cái gì mà nó to tát hay phải tốn kém gì hết, mà giống như một con kiến. Một con kiến rất là bình thường, bình dị, ở đâu cũng có hết. Nó nhỏ thôi, nó một cái điều rất nhỏ thôi, mà nó đều hàng ngày giống như Phượng vậy. Và cuối cùng là cái sức khỏe nó càng ngày nó càng lên và nó vượt qua một cách ngoạn mục. Thì em có một cái ấp ủ là em đã làm ra cái brand đồ thể thao đó. Em sẽ triển khai trên tất cả mọi nền tảng và để em đưa nó tới khách hàng nhiều hơn. Qua trải nghiệm của em là mình tập sao thì cuối cùng là cái sự thoải mái. Cái sự thoải mái trong cái bộ đồ thì giúp mình sẽ gắn liền với nó nhiều hơn, mình sẽ cảm thấy thoải mái. Và cái mong muốn của em là sau này là sau lợi nhuận, em sẽ trích từ cái tiền cái thương hiệu thời trang thể thao, em sẽ ủng hộ lại cho cái quỹ ung thư, em sẽ ủng hộ lại cho cái những cái hoạt động mà thể thao của mình. Thì đó là cái mong muốn cháy bỏng của em là như vậy, và em đang làm như vậy. Trời ơi, khi nói chuyện rồi Xuân Hương mới thấy là Kim Phượng á ốm hơn Xuân Hương, nhưng mà phải nói mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Xuân Hương rất là cảm ơn Kim Phượng hôm nay đã đến nói những cái điều rất là thiết thực đối với một cái căn bệnh mà mọi người cứ coi đó là một cái cửa tử. Dạ. Nếu như mình mắc phải, dù là trong giai đoạn mới manh nha, ở giai đoạn 1. Rất là cảm ơn Kim Phượng đã đến đây. Em rất là vui, rất là cảm ơn hôm nay là được gặp lại chị, xong hai chị em lại trò chuyện, tiếp tục cái tình cảm mà quý mến hai của hai chị em mình lúc có, rồi lại nhớ nhau, lại nghĩ về nhau. Quý vị khán giả phải luôn luôn nghĩ tới sức khỏe của mình và nhớ một điều rằng ung thư không phải là án tử. Giống như Kim Phượng đã ngồi ở đây, Kim Phượng vẫn hết bệnh hoàn toàn, lập gia đình và được làm thiên chức của một người phụ nữ là được làm mẹ. Cho nên là quý vị đừng có tránh né nó. Mà lỡ như không may giống như Kim Phượng đã từng mắc bệnh đi chăng nữa thì cũng nên đối diện với nó để mình tiết kiệm được tiền bạc, sự đau đớn, cảm xúc của người thân, cảm xúc của chính mình. Và giống như là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trân Hùng của bệnh viện Ung Bướu nó có một cái cuốn sách rất là hay, ung thư biết sớm trị lành, để lâu nó sẽ trở thành di căn. Thì mình hãy nên đối diện với sức khỏe của mình, sống một cuộc sống tích cực hơn và nhớ phải đi khám tới nơi tới chỗ. Cảm ơn em, chúc em mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc, và nhất là nên chia sẻ tiếp tục những câu chuyện truyền cảm hứng đến cho người khác. Và đến đây chương trình Bước Qua Cánh Cửa xin được phép khép lại. Hẹn quý vị vào chương trình sau. Xuân Hương và Kim Phượng trân trọng chào tạm biệt.